sumo quậy nè, họ có chừng ướt nước đá, ướt quần, ướt áo hết trơn á nha. Để nó đi cho nó ướt rồi, cho nó ướt đi, lát lên tắm luôn, ăn rồi lên tắm luôn. Trần thanh gió mát quá ha. Nói chung là mát rượi luôn, cái nhà nào mà ngồi dưới ao mát, trời ơi. Ừ, có khói, nướng cái này có khói thiệt nhưng mà nó cảm giác nó mát lạnh nha. Rồi, Hải xin chào đại gia đình mình nha. Hôm nay Hải chỗ tài làm một món nướng thập cẩm nha cả nhà. À, cái đó thập cẩm có ý nghĩa là cái gia vị thập cẩm á. Còn cái nguyên liệu thì cũng đơn giản thôi nha. À, trước tiên là mình có chuẩn bị thịt heo nè. À, có giữa mỡ cái thịt ha, mà chắc mỏng nghe để mình nướng nha. À, đặc biệt là cái chân gà nha. À, mình với vợ mình hồi nãy ngồi rút xương ha. Đó, thú vị không? À, cái mình cái tiếp đó là con bạch tuộc nha. Đó. Nguyên liệu quan nguyên liệu chính mình nha. Rồi, bên cạnh đó ha thì mình có xà lách nè, dưa leo nè, thì mình ăn sống nha. Còn ớt chuông và cà chua và đặc biệt là đậu bắp nè ha, mình để mình nướng để nó ăn kèm cho nó phong phú ha. Rồi bây giờ mình chuyển qua cái loại là nhiên liệu nha. Đây là có dầu hào để ướp nướng nè, còn này là hũ này là sốt để ướp thịt ha, còn cái này là sa tế nha. Bên cạnh đó thì mình để cho nó ngon nó thấm hơn nha, thì mùi thơm đặc biệt khi nướng nè, nó mình có tỏi nè, cái này hành tím ha, cái này nước mắm nhĩ luôn nha. Rồi đây là đường nè, đây là bột ngọt nè, đây chút hạt nêm cà no nha. Nguyên liệu này mình sẽ phối trộn vào đây nha. Bắt đầu mình tiến hành mình trộn cái nha. Để mình cắt cái con này ra cái chứ. Cắt con này ra mình trộn luôn nha. Và bữa nay á, thì mình cũng nói luôn là mình sẽ ăn một cái chỗ mà ngồi đang là không có trên bờ mà cũng không phải là ngồi dưới đất. Đốt bạn mình ngồi ở đâu nha. Ráng xem để cơ gần giữa video các bạn có thấy biết mình gia đình mình ngồi ở đâu để ăn cái món nướng này nha. Vậy mới ghê chứ, món nướng là bảo đảm mà không có đợi chỗ ngồi này, không có đụng hàng với ai chứ nha. Mình làm mấy cái này ra, cắt cái này ra tại nó cũng hơi bự bự á. Cắt ra để mình nướng nha, ốp nướng nha. Còn cái miếng này chắc. Rồi bây giờ kế tiếp nha, là mình xử lý cái này cả nhà. Mình đâm tỏi hành tím nha. Cái này mình nên đâm ra để cho nó dập dập á. Cái tinh dầu nó tràn vậy ha, nó thơm hơn nha. Và cả nhà mình làm biếng một chút thì đi xay nha. Ai làm biếng thì đi xay, hải xiên nha, hải xiên hay đâm. Rồi mình đi đâm cái này nha. Rồi mình đâm thì mình bỏ, mình đổ thêm hạt nêm với bột ngọt với đường muối vô đây luôn cả nhà. Đường chứ không có muối nha, chưa có muối. Rồi bây giờ mình tiến hành nha, mình cho nước mắm nhỉ vô luôn nha. Nói chung cái cách ốp này của mình á thì mình có làm thử vài lần nha, tuyệt vời nha. Nói chung cái mà thương về cái gia vị thập cẩm này cái nó ngon lắm nha. Mình làm biết quen cả nhà, mình chỉ nhắm chừng là nó hợp lý nha, chứ không cần đông lo đông điếm gì đâu nha. Cái đầu mũi đẳng cấp đó thì nó có khác nha, chuyên nghiệp này, mình hút chuyên nghiệp đẳng cấp. Đó bây giờ tới mình trộn nè, công đoạn là mình dùng bao tay mình trộn rồi mới làm này nha. À, rồi mình trộn tiếp nha các bạn, trộn tiếp ở đây mình để cỡ nửa tiếng đồng hồ sau á, còn để mấy đứa nhỏ đi học về cái mình mới nướng luôn nha, vậy là vừa thấm ăn ngon luôn nha nha. Còn anh em nào mà gấp thì gọi qua làm trộn xong vậy là quất đi nướng luôn, đặc biệt là mấy ông nhậu trộn sơ sơ về rồi đó đem ra nướng quất rồi nha. Cái gì cái này tại gia đình mình ăn là cũng dư giả nha. Mình trộn để gì ha, rồi mình lấy cái này mình đẩy lên đây cả nha. Đó, để cái nửa tiếng đồng hồ sau rồi mình đi nướng nha. Đó. Rồi nửa tiếng đồng hồ sau gặp lại cả nhà ơi. Hôm nay á, nói chung là Hải sẽ mời cả gia đình của Hải nha. Hôm nay mình đi du thuyền, mình ăn buffet, mình ăn dạng ăn tiệc nướng nha, ăn tiệc thướng yêu du thuyền. Rồi bây giờ cả nhà mình này nghe qua cái du thuyền của mình nha. Đó. Bây giờ mình có chuẩn bị đồ màu với nó sẵn rồi nha. Giờ có nước đá, nói chung là có đồ nướng nha, rau cải. Bây giờ có lửa than sẵn luôn rồi. Bây giờ mình xuống rồi, con xuống trước đây.
Bữa nay thì quan trọng là mình chỉ ngồi chơi thôi, còn hai đứa con gái mình nó chỗ tài để nướng nha, nó nướng được nhiều ăn nhiều nha. Làm xuống trước luôn đi, làm xuống trước luôn. Cha ngồi này cho hưởng thụ hai đứa mày nướng. Cha ấy chưa ngồi sau, ngồi chút đắng luôn. Rồi ok. Cái vụ tiền này hết cái gia đình nổi rồi. Về chứ còn đi chắc không? Chà bên mình quay cái đuôi lại, thằng mình cho cái con nhỏ cái men nó rồi. Ủa nó xuống xuồng nha. Thằng vô thiền nó rời quá nè cả nhà. Đây ông bà các bác, hôm nay con sẽ đỡ tài nướng cái này nha. Cả nhà ăn luôn. Con gái mình không có đang mình không có nướng đây nè. Hôm nay mình phải ở trời luôn, giờ mình chỉ là thuyền trưởng thôi nha. Mình đóng vai là thuyền trưởng nha, thuyền trưởng mà mình đi bơi vòng vòng nha. Cái này khỏe mình chỉ cần đợi ăn thôi. Bây giờ mình uống cà phê cả nhà, hãy mời cả nhà uống cà phê nha. Ai làm gì làm đi, con ngồi dưới được con. Tưởng là mình đi tới đâu là mình thu hoạch tới đó nha. Bây giờ mình qua đây mình hái lục bình, mình làm cái chén để mình đựng ra thức ăn nha cả nhà. Dạ con ngồi đi, còn mì tiền có bánh đóng. Đây. Không ngồi đi con. À, xuống ngồi xuống. Đây là xe em đây. Cha con mình ngồi dưới bút thôi. Hai chị mình là hành chị làm đi. Mình ngồi đó mình ăn. Ngồi nước mà chú ăn luôn. Rồi giờ đem cái nước luôn nha. Đó, vô tiền này vô cái này nói chung là cái chiếc xuồng nhỏ của gia đình mình nha. Để cho cá ăn á. Bây giờ bữa nay mình xuống mình ăn đây luôn nha. Và hai cha con của Hải sẽ ăn tôm trước nha. Hai chị đã nướng đi. Đây bỏ vỏ luôn nè, hai cha con ăn trước. Tình hình này không biết sao chứ mà giờ mình ăn dưa leo trước cả nhà. Nó nướng lâu quá. Ừ mà neo thiền đây nha. Hai con ăn cá ăn. Cá bạn ăn không hết không? Rồi. Cắt lại đi. Nha. Chưa? Nói chung là hai đứa đó là nướng là không ổn nha, bây giờ tới mình nha, mình phải ra tay mới được cái ngày cho nên ăn cái món này là mình khỏi ăn cơm nha, trên nhà nha, xuống ăn này là xong luôn đó. Cái miếng mấy miếng mực kìa con chở thầy. Đó đều xèo hấp dẫn nè nó. Cái kiểu này chắc cái món nướng với chiếc xuồng này thì mày ha, em thấy thơm ngon quá, chắc ngày mai mình phải món tiếp tục là sẽ làm món nướng kiểu này nữa cả nhà. Bây giờ chiếc này hào lửa hào dữ gì là nướng mà khói lên gì nè là mới ngon nè. Đây mấy con chuồn lại đây con nướng mà luôn giờ nó bay kìa, lão đảo kìa. Ồ mình phải ăn mấy cái cẳng cái giòi gà mà gặp cái tình trạng này sướng luôn cả nhà. Trời ơi, khói vậy mà con chuồn bay vô không sợ luôn. Ghê. Nói chung là ăn cái này mình nhớ bóp con bạch tuộc kêu không. Ghê. Mấy cái giò đó. Cái này gân không cả nhà, mình sẽ rút xương rồi đó nghe. Một cái cảm giác là rất là do mớp. Anh hồi sớm anh không ấy cái nước sốt đó. Ok, nước sốt hồi nãy mình bỏ luôn. Em thấy nó khô quá. Không, để khô gì. Ăn khô gì. Còn cái này mình nướng lại áp chút con ta. Chỗ này đục có cục than. Rửa cháy. Để cho nó cháy này chút xíu. Trong khi thời gian chờ đợi thịt chín ha, mình quay vòng vòng cho cả nhà xem nha. Ngoài này nó mát, nó sướng lắm cả nhà. Nó gió lồng lộng nè, sướng, mát. Mấy con cá nó quậy đùng đùng quá cả nhà, nó quậy văng nước quá. Con cá dù đém nó quậy ghê, nó tưởng như là mình cho ăn cái gì á, không sợ. Nghe nói tụi mày làm gì sùm với ao của tao, lên nó coi. Bây giờ thật sự là mình hên đó là mình làm buổi chiều nha.
đó, buổi chiều mát nha. Mình ngồi ở đây là ăn có cảm giác là sung sướng luôn đó. Cái giấc trưa mà ra xuống đây nước nó chắc chết luôn á. Ở cảnh này con nhận chiều gió thổi yêu yêu mát ở dưới hơi nước lên. Này vui không con? Đi xuống này thấy thú vị không hai đứa? Dạ thú vị. Mình nấu ăn dưới đây luôn. Có lửa bập bùng. Cái giò này bén quá anh ơi. À, nói chung là gia đình mình xuống ở đây vòng vòng người ta chạy ở ngoài lỗ ấy cả nhà, chạy vào lỗ nó nhìn vô nó trời, gia đình để làm gì ta, ui nó đã nó ngon trời ơi. Quá khét rồi, khét rồi, khét rồi, quá thơm rồi. Bạch tuộc ngoài sóc da vậy là chín rồi cả nhà, sóc da vậy là chín rồi, nít vàng. Anh ngồi kế bên cái giò đó mà anh nở lần nào anh làm cái giò đó kìa, bóng đêm luôn giờ. Quá cái chỗ này nó khét quá. Quá chết cha rồi, khét rồi đó, giờ mình là có thành phẩm rồi cả nhà ơi. Trời, hai cha con nướng khéo quá nha. À, chưa nấu lần đầu thôi còn lấy cái thịt thôi. Nè cái này con lột cho em ăn đi. Ăn cơm cặn Lâm. Nè tụi em ăn đi. Đó, đưa mấy đưa đũa này cho ra đó. Mình phải chở thường thường cái nhà chứ để nguyên vậy là hồi nó có vấn đề. Và khói lửa bập bùng. Chúng là mấy cái này chín rồi nha, mình đem bên đây nha. Đó, cái nào chín mình đem bên đây nha. Chúc cả gia đình ăn nha. Giò gà. Cái này tập trung mình nướng cái nhà mình nướng cho chín hết trơn cái đầu mình mới ăn đây gai cả nhà, chứ nướng tới đầu ăn tới đó bị phân bì chắc. Quá sướng, quá sướng, bốc mùi quá rồi, thơm quá anh ơi. Nói chung mình nướng cái này cái nhà nó có mỡ nha, nó lẫn lẫn ngoài dưới cái giò gà, nó không có bị khô nha, tuyệt vời luôn nha. Chúng mình chở liên tục. Mở phòng leo leo xem á. Mấy cái này là chín hết rồi nè. Ồ bạch tuộc, con bạch tuộc kêu. Ám ảnh cái đó luôn anh ha. Còn tốt. Trời con cá này dễ quá. Xào rau củ quả kìa anh ơi. Rau củ quả nãy giờ để yên nó có chín không? Chín giờ. Ai nó chín. Nhầm cái em thấy phía trong nó chưa có. Giờ mình để cái này nó cao lên nha. Dạ. Anh đang nướng hay đang xào vậy? Cái này vừa xào vừa nướng luôn cả nhà ơi. Mình để mấy này lên nha. Cho nó phủ nó nhiễu mỡ xuống dưới nha. Rau củ quả thì chín hết nha. Quá khứ rồi, quá khứ rồi. Chín đồ. Đây, cái chào quạt kìa. Quạt gì vậy? Gạt không khói luôn, ghê thật chứ. Quạt như là quạt máy vậy. Nói chung hồi nãy xuống là mình nướng mình chưa có đói nha. Giờ nướng nhưng mà mình đói rung tay luôn, quạt mỗi tay. Ghê chứ. Sư mô quậy nè, họ có chừng ướt nước đá, ướt quần, ướt áo hết trơn đó nha. Chạy nó đi, chạy nó ướt rồi, chạy nó ướt đi. Lát lên tắm luôn. Ăn rồi lên tắm luôn. Trần thanh gió mát quá ha. Nói chung là mát rượi luôn, cái nhà nào mà ngồi dưới ao nó mát. Trời ơi, từ có khỏi nướng cái này có khói thiệt, nhưng mà nó cảm giác nó mát lạnh nha. Rồi con cầm này nè, để cho chở nè. Ôi, thật thị. Thiền trưởng mời đi đâu, cho cả nhà đi đâu vậy thiền trưởng? Mình mời cả nhà ăn đồ nướng với cả nhà cho đêm đừng nè. Rồi, của chú Mô nha. Đó, chú Mô thì ăn chú tôm. Nói chung mình nướng cái này chín hết trơn, cái nhà mà nó hơi khét chút xíu. Nhưng cái mùi, cho có món được không, món là được không? Hơi cay á. Chạy đi ăn cái cho biết cuộc đời nó thế. Có mực, bà có bán ăn mực. Thử ra cho thử mấy ơi. Coi cay không?
Rồi dắt xuống đây con mời ông bà cô bác ăn bạch tuộc nướng. Thôi giờ mình cũng làm một cái giò bạch tuộc rồi cả nhà. À hãy cùng mời cả nhà luôn luôn nha. Nhân tấm ngon. Rồi xong. Cái chén nó chấm chua chua cay. Chén chấm dữ dằn lắm. Chua, ngon mà khoan không được đâu, chú môi khoan không nổi đâu. Không phải ngon này, quá ngon cả nhà. Hãy mời gia đình mình nha. Đã. Không bao ăn cái cho biết con, ăn cái cho biết cuộc đời. Ăn đi. Ông ngoại nó biết hết trơn, hà nó không dám ăn đâu. Không ăn chấm cho ăn vậy. Cay. Bữa nay con trai mình nó chấm cho mình ăn vài chết luôn á. Nó chịu dọc lắm ha. Thôi con cho ăn chanh. Được rồi con ăn đi. Quá hấp dẫn à. Cái cảm giác ngồi nhà ăn sướng cả nhà. Thật ngon lắm. Ăn gì leo ăn đi à. Con tay một phần rồi. Hãy mời cả nhà mình nha. Nói chung mà làm một cái giò gà mà không có xương cái này là ăn thú vị lắm nha. Đã vẫn còn nóng lắm nha. Nước đất đừng quá thì kìa. Thì con cái gì chúng ăn tôm à. Tôm đi. Có ngồi cái này. Nước nướng ngon luôn á. Đã. Nóng. Dán chấm cài. Chú mua ăn đó, cái đó đâu được. Ăn này nè. Ăn đi nha. Nó bị ăn nè. Cà chua nóng luôn á. Nóng không con? Vậy hơi nóng. Không có gì để quay ầm ầm. Đợi ăn á. Cá để mà đợi ăn thịt cái nhà. Có đâu được ăn này không? Mấy miếng mỡ rồi nướng à, vàng rồi chút ăn giờ mình ăn rau. Thấy chưa, chú mô làm mấy cái khác luôn, quá đỉnh nè. Vàng hơi dài béo. Muốn ăn là tuyệt vời luôn á cha. Có rõ hả? Chịu mất mát ăn cái này nữa không? Chắc chiều nào bữa nào gia đình chắc mình cũng xuống ao giang cái nhà mới mốt dọn cơm ăn luôn ở ngoài sướng. Bao lâu này dở rồi không ăn được chứ? Là ăn này không? Ăn miếng tôm đi, tôm con à? Rồi tự ghim trái leo ăn luôn hả?
chưa ăn. Quơ rồi, muốn ăn dưa leo à? Ừ. Dưa leo không? Ừ. Rồi cũng mới hai. Ừ. Cũng chai đó. Ừ. Dưới 30 triệu à. Cái này còn nóng cả nhà, nóng nhưng mà vẫn phải chấm này. Đó. Cái chén nước mắm gọi là chén nước mắm thần thánh này, coi tại vì nó có sữa trong nó thơm lắm nha. Mà cái này vợ mình đã làm toàn là ớt chín không nè. Mà ớt này cũng vừa cay chứ không cay lắm. Vừa ăn lắm. Rồi, hãy mời cả nhà mình nha. Nó dai, nó gần. Mềm vừa ăn không? Mình là tốt. Không biết sao ấy, mình nghe lộn mà cái chất dinh dưỡng nó nằm ở gà nhẹ, ở chân gà nhiều cái nhà, tại cái chân nó đi nhiều nó cử động nhiều quá. Ăn hồ nướng là phải chỗ một cái không khí mát mẻ gì nè, lý tưởng nè. Ăn mà cá quẩy dưới đùng. À, cái du thuyền của anh nó trôi tới đây luôn rồi. Cái du thuyền hồi nãy mép bên đây nè. Nó mép bên đây mà bây giờ trôi tới đây. Trời ơi, tao ăn tới đó ngay nè. Cái cảm giác này rất là thú vị. Đó. Bữa nay nói chung là mình xuống du thuyền của mình ăn cơm no rượu say luôn cả nhà, dư mồi luôn nha. Hết nổi. Còn con trai nè, dở quá, không ăn được nữa. Làm cái gì leo không? Chung với già, dai không? Làm được cái dừa đét ăn, nãy giờ nó dãy quá trời rồi ăn. Ớt chuồng á nè, ớt chuồng là lạc á. Ngọt anh, ớt chuồng ngọt á. Ngọt. Nhìn thấy nó ngon quá. Nướng nó chín dập dập á, ăn ngon á. Hai đứa con thấy bữa tiệc nướng này bữa này sao? Ngon không? Dạ ngon lắm luôn chà. Bữa sau cho làm cái chen vậy. Còn bữa này thằng thằng Simo của mình nó giờ nó lấy nước đá nó chọi cá không cả nhà. À rồi được. Rồi giờ tới đây á gia đình Hải ha. À, chắc nói là tạm biệt với đại gia đình mình nha. Tại vì một lý do á là cả nhà mình đã no. Trời đã chiều tối ha. Nhưng mà ngồi đây vẫn còn cảm giác rất là thú vị nha. Nhưng bên cạnh đó một lý do đặc biệt mình phải rời khỏi cái du thuyền này thôi nha. Giờ nó xì nước lên cả nhà. Đó, đấy giờ mình quay nghe nó nước nó xì tới đây nha. Mà ngồi chút là nó ướt đít nha. Giờ mình phải nói lời tạm biệt với cả gia đình nha. Và hẹn gặp lại gia đình mình ở clip sau nha. Hãy tạm biệt cả nhà mình nha. Con nào mẹ quý ông bà cô bác, con nào mẹ quý ông bà cô bác. Bây giờ mình thẳng tiếng vô bào mình lên thôi cả nhà. Chán hồi nó ướt hết trơn. Dèo tay ra ông ơi. Rồi bơi vô, bơi vô. Dèo bằng tay. Rồi Vĩnh em đi cho bơi chuồng nha. Động cơ chạy bằng cơm. Rồi Vĩnh em nha. Bây giờ thuyền trưởng vô bơi đi. Bơi vô bờ nha. À, vô bơi vô luôn. Đó, nói chung mà bữa nay rất là vui. Ăn uống nó cũng ngon mà nó cũng thú vị nữa. Ừ. Mà cả sớm không biết ai là, không biết người ta nói mình đang làm gì. Giữa họ một khối mịt mù hết trơn á. Cũng vui.